Xin kính chào tất cả quý khách hàng, các cô chú và các anh chị em đến với kênh Hồng Thanh Hàng Thùng. Em xin kính chúc tất cả quý khách hàng có một ngày mới nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui. Các anh chị cô chú đang theo dõi video của em Thanh có nhu cầu đặt hàng, vui lòng liên hệ qua số điện thoại hoặc Zalo 0832625789 để em tư vấn và gửi hàng ạ. Ngày hôm nay thì em Thanh sẽ lên giới thiệu các mã quần túi hộp, hàng của Hàn, Mỹ và Nhật các anh các chú nhé, có cả những chiếc quần hàng cấp phát cho quân đội Mỹ nữa. Với mức giá cực kỳ ưu đãi tầm 300 đến 400 nghìn thôi ạ, không có con nào vượt quá 400 đâu. Chỉ bằng mức giá là 1/2 so với thông thường, có những con quần mà em bán 800 1 triệu thì ngày hôm nay em vẫn bán là khoảng tầm 300-400 thôi các anh các chú nhá. Mình nghe rộng rõ thông số và mình chốt đơn. Với những cái video này thì em đã bán một cái mức giá rất là tri ân rồi, cho nên anh các chú mình vui lòng mình nghe rõ để mình chốt đơn cho dễ dàng và tránh trường hợp đổi trả video như thế này ạ. Em Thanh sẽ miễn phí ship giao hàng toàn quốc anh các chú nhá. Và em sẽ đi vào chi tiết sản phẩm ngay bây giờ đây ạ. Hôm nay em Thanh lên là mã C các anh các chú ạ. Mã C này. Đầu tiên ạ, mã C1 bụng 78, dài 98 và ống 19, một con quần với cái tông màu vàng cát anh nhá chú ạ. Con này thì form nó khá là nhỏ, form tương đương với size 29 nhá, cạp liền, quần kaki cực kỳ chất luôn, chất nó dày dặn với cái tông màu này vô cùng dễ mặc anh nhá chú ạ. Một em hiệu Onavi đây. Onavi hôm nay thì em này thì em Thanh sẽ bán là 400 nghìn anh nhá chú nhá. 400 nghìn cho mã C1 đây ạ. Và cái phần ống của nó đây rất là gọn gàng anh nhá chú ạ. Ống cực kỳ gọn gàng. Và cái hai túi hộp ở hai bên của nó. Đó. Rất là hầm hố nhá, phía đằng sau mông thì sẽ là có túi và có nắp như thế này ạ. Quần Onavi. Khóa của nó sẽ là khóa nhôm này. Mã C1 400.000. Con này bình thường ấy em Thanh bán 800.000, hôm nay bán là chỉ có 400 thôi. Và bụng 78, dài 98 và ống 19 này, mã C1 400 ạ. Em Thanh lên mã C2. Mã C2 một con quần kaki màu đen, con này thì là cạp chun co giãn phía sau lưng. Mã C2 bụng 76 đến 84, dài 98 và ống là 25 các anh các chú ạ. Chất vải kaki rất là dày dặn. Đó, cạp của nó cũng là cạp liền nhá. Khóa nhôm này có hai túi chéo phía trước, hai túi hộp ở hai bên rất là to và phía đằng sau của nó có một túi thôi ạ. Ở phía đằng trước cạp của nó thì là cạp liền. À cạp mà. Đúng rồi, cạp liền ạ. Đây, hiệu Uniqlo, độ mới rất là cao cho em. Chất vải siêu mềm mại 100% cotton. Đấy, rất là đẹp luôn. Mã C2 này 350.000. Bụng từ 76 đến 84, dài 98 và ống 25 ạ. Con này cái phần bụng nó vừa phải ấy, còn cái phần mông và phần đùi nó rộng, phù hợp với anh những chú kiểu người gầy mà mặc để mình che khuyết điểm ấy, cực kỳ tốt đấy ạ. Mã C2, bụng 76 tới 84, dài 98 và ống 25 nhá. Quần kaki túi hộp của Uniqlo 350.000. Em Thanh lên mã C3. Mã C3 đẹp quá anh các chú ơi, mà bán rẻ nữa. Bụng 84, dài 99 và ống 23 này. Bụng 84, dài 99 và ống 23. Kaki tăm này các anh các chú ạ. Đó, màu rất là đẹp nhá. Con này của nó sẽ là màu rêu. Con này sẽ là tông màu rêu, mặc cực kỳ khỏe khoắn, phù hợp với những chú nào mà thích kiểu cái thời trang phong cách lính ấy, là những cái màu này rất là phù hợp các anh các chú ạ. Phía đằng trước của nó có hai túi, hai cái túi này thì nó nhỏ nhỏ thôi. Phía đằng sau hai túi có nắp nhá và có hai túi hộp ở hai bên đùi, chất cực kỳ là xịn luôn ý. Đây ạ, một con quần. Con này là hàng của Nhật các anh các chú ạ. Hàng của Nhật. Chất nó rất là mềm. Mã C3 này. Con này thì em Thanh sẽ bán giá là 400.000. Bụng 84, dài 99 và ống 23. Mã C3 nhá các anh các chú. 400 ạ. Đó, cái phần ở phần gối của nó này các anh các chú ơi, nó sẽ may nối gối và nó có cái độ phồng. Nó sẽ độ phồng gối như thế này để các anh các chú mình mặc nó không bị mất form quần. Mã C3 400.000, bụng 84, dài 99 và ống 23. Em lên mã C4. Mã C4 một con quần kaki đen. Con này thì với cái kiểu dáng nó rất là trẻ trung. Bụng từ 82 đến 92 các anh các chú ạ. Dài 96 và ống 19. Dài 96 và ống 19 nhá. Con này thì nó phần ống của nó lớn nhất là ống 19, còn các anh các chú mà thích mặc theo kiểu là quần ống bom ấy thì mình có thể rút dây. Đó, độ mới cực kỳ cao cho em. Con này hiệu HM các anh các chú ạ. Giá 400.000 cho mã C4 này. Bụng từ 82 đến 92, dài 96 và ống 19. Con này thì nó sẽ là có hai túi ở phía đằng trước, có kéo khóa nhá. Đó, khóa thì là sẽ là khóa răng cưa. Phía đằng sau mông của nó đây ạ, nó sẽ là có hai túi mổ. Con này thì nó là túi giả hay túi thật đấy. Ôi con này nó mới đến mức mà người có túi nhưng mà nó còn chưa trích túi ra luôn các anh các chú ạ. Độ mới rất là cao, một con H&M đấy ạ. Rất là xịn, giá 400.000 cho mã C4 này. Con này á, nếu mà bình thường á em Thanh bán cỡ khoảng tầm 750 800.000 đây, hôm nay bán 400 này các anh các chú ơi. Đó, nó sẽ có bo gấu rút như thế này nhá, rất là trẻ trung. Mã C4
bụng từ 82 đến 92, dài 96 và ống 19 á, hiệu HM, giá là 400.000. Em lên mã C5 ạ. Bụng 88, dài 107 và ống 23. Một con quần kaki với cái tông màu của nó sẽ, con này thì nó sẽ là màu kem anh các chú ạ. Chất vải kaki siêu mềm mại, một em hiệu hiệu IK. Con này thì là hàng của Nhật anh các chú ạ. Chất vải vô cùng xịn sò, cái phần cạp của nó đây, nó sẽ có một cái đường lai màu xanh anh các chú nhá. Phía đằng trước có hai túi chéo này, phía đằng sau mông hai túi có nắp và có hai túi hộp rất là to. Tông màu này của nó thì rất là dễ mặc anh các chú ạ, cực kỳ đẹp. Độ mới cũng còn tương đối cao đây anh các chú ạ. Độ mới cao nhá. Chất 100% cốt tông, cực kỳ mềm đây. Mã C5 này, giá cho em 400.000. Bụng 88, dài 107 và ống 23. Con này cái form của nó ấy, nó cái phần mông, phần đùi cũng khá là rộng. Các anh chú mặc trông sẽ cực kỳ hầm hố này. Mã C5 giá 400 ạ. Bụng 88, dài 107 và ống 23. Em Thanh lên mã C6, một con quần với tông màu của nó sẽ là màu ô liu anh chú ạ, màu ô liu nhá. Mã C6, bụng 86, dài 105 và ống 20. Độ mới cũng rất là cao, chất vải kaki. Đây ạ, một em quần hiệu TK Shop, The Shop đây các anh các chú ạ, hàng của Nhật nhá. Chất vải 100% cốt tông, rất là mềm. Các anh các chú ơi, mùa đông tới rồi thì mình không thể mặc được những cái chiếc quần short hay là những cái chiếc quần mà đũi mùa hè nữa. Mình có thể là mặc những chiếc quần như thế này để phối đồ lên cực kỳ chất luôn các anh các chú ạ. Màu này các anh các chú mình có thể kết hợp với lại áo pilot này, áo da, áo phao, những kiểu cái phong cách nó khá là hầm hố bụi bặm đấy các anh các chú ạ. Mã C6, bụng 86, dài 105 và ống 20. Phía đằng trước này có hai túi chéo nhá, phía đằng sau túi có lắp và cái túi hộp của nó đây. Đây ạ, hai túi hộp hai bên đùi và cái túi này thì nó còn một cái túi kép ấy, nó sẽ có kéo khóa ở đây. Chất vải 100% là cốt tông không co giãn, rất là mềm, kaki xịn lắm. Con này giá 400.000 cho mã C6 này. Bụng 86, dài 105 và ống 20 các anh các chú ạ. Đó, cái phần gối của nó nhá thì nó sẽ may cái kiểu nó sẽ có may, nó đẹp, nó sẽ may xếp ly như này, nó có độ phồng tự nhiên. Các anh các chú mặc nó không bị mất form dáng quần đâu khi các anh các chú mình đi xe hay mình vận động. Mã C6 á, bụng 86, dài 105 và ống 20, 400.000. Hôm nay đẹp lắm, quần đẹp lắm. Em bán rẻ so với thông thường chỉ bằng một nửa đây. Con này mới quá, độ mới rất là cao cho em này. Mã C7, bụng 88, dài 110 và ống 18. Con này đang dài 110 đấy. Anh các chú về mặc bị dài ấy thì mình có thể cắt cái lai của nó đi, không hề bị mất form dáng anh các chú nhá. Đây ạ, sẽ không hề bị mất form đâu. Cái chất vải của nó là kaki hơi co giãn nhẹ và độ mới rất là cao cho em. Tông màu ô liu anh các chú ạ. Con này là sử dụng hệ khóa IKK khóa đồng này. Ôi con này chất đẹp quá, chất sờ rất là sướng tay luôn ấy. Đây ạ, tác của nó đây, hàng của Nhật các anh các chú nhá. Con này giá 400.000 cho mã C7. Có hai túi chéo ở phía trước này, phía đằng sau của nó túi có nắp và có hai túi hộp hai bên đùi. Tuy nhiên con này thì cái form nó sẽ là theo cái form là nó ôm chứ nó không phải là rộng. Phù hợp với những anh những chú nào mà thích kiểu mặc kiểu gọn gàng ấy ạ, mà rất là đẹp đúng không ạ. Tông màu ô liu nhá, mã C7 giá 400 ạ. Bụng 88, dài 110 và ống 18,5 này. Bụng 88, dài 110 và ống 18 nhá. Về các anh các chú mình mặc bị dài thì cắt đi. Giá 400 thôi, bình thường con này 900 đấy ạ. Em Thanh lên mã C8. Một con quần với tông màu nâu rêu anh các chú ơi. Bụng 82, dài 104 và ống 19. Bụng 82, dài 104 và ống 19 ạ. Con này nó sẽ là màu nâu rêu anh các chú nhá. Độ mới rất là cao. Chất vải kaki, không co giãn, 100% cốt tông ạ. Đây cũng là một em hiệu The Shop đây các anh các chú ạ, hàng của Nhật. Phía đằng trước của nó sẽ là hai túi chéo này, phía đằng sau hai túi mổ và có hai túi hộp ở hai bên đùi có nắp nhá. Thiết kế thì cũng rất là đơn giản và gọn gàng. Đó, phù hợp với những anh những chú nào mà thích mặc quần túi hộp hoặc là mình mặc thay một chiếc quần kaki trơn ấy thì rất là đẹp, nó không quá hầm hố. Con này giá là 350.000 cho mã C8. Độ mới cao anh các chú ơi. Độ mới rất là cao nhá. Mã C8, bụng 82, dài 104 và ống 19 này, 350.000. Em Thanh lên mã C9, ạ. Một con quần hiệu Covernat. Con này với tông màu của nó sẽ là màu đen, chất vải kaki rất là dày và đẹp. Mã C9, bụng 90, dài 102 và ống 20. Bụng 90, dài 102 và ống 20 các anh các chú ạ. Đây, đầy đủ tác cho em, tác trên, tác dưới luôn.
chất vải của nó rất là dày dặn kaki xịn ấy. Đó, nó sẽ có hai túi chéo ở hai bên phía đằng sau nhá. Hai túi có nắp và sẽ có hai túi hộp rất là to ở hai bên đùi đây các anh các chú ạ. Nó sẽ là cái phần gối của nó cũng sẽ may có xếp ly để nó có độ phồng khi anh các chú mình mặc vận động cực kỳ dễ. Ở phía dưới ống của nó á sẽ thiết kế là có dây kéo đấy ạ. Dây kéo và cái dây này của nó là vải bố dù nhá. Rất là xịn. Đây khóa thì khóa và cúc của nó đều bằng nhôm đây ạ. Với tông màu là màu đen, mã C9 này. Giá 400.000, bụng 90 dài 102 và ống 20 ạ, mã C9. Bụng 90 dài 102 và ống 20 này, 400. Ôi, em có một con quần saten. Một con quần saten các anh các chú ơi, con này thì tại vì nó ở trong bọc ấy, nhà em thì đều giặt rồi nhưng mà tại vì nó trong bọc cho nên nhìn nó hơi bị nhàu một xíu. Một con quần saten rất là xịn sò hàng saten các anh các chú biết rồi đấy, không bao giờ có giá rẻ đâu, bán toàn tiền triệu thôi. Mã C10 này hôm nay em thanh bán 400. Bụng 90 dài 105 và ống 23. Bụng 90 ạ, dài 105 và ống 23 các anh các chú nhá. Còn cái phần cạp của nó đây ạ, nó có cái quát này. Cái này nó không phải bị rách, không phải bị cũ nhá, mà là nó quát quần như thế. Tông màu là tông màu ô liu nhạt các anh các chú ạ, chất vải saten mặc con nó cực kỳ sướng luôn. Các anh các chú ở cả ba miền mình mặc nó rất là thoáng. Có dây tăng chỉnh ở hai bên cho em ạ các anh các chú ạ. Đó, đầy đủ tác mác saten của Nhật các anh các chú ơi. Đó, sẽ có hai túi chéo này, cạp là cạp liền, hai túi hộp hai bên đùi và phía đằng sau mông là hai túi có nắp nhá. Trông nó hơi kiểu là nó bị nhau ấy, nhìn thì nó không được đẹp lắm nhưng mà em khẳng định rằng là bình thường những con này bán tầm là 1 triệu là bình thường các anh các chú ạ. Hôm nay em thanh bán giá là 400.000 cho mã C10. Bụng 90 dài 105 và ống 23 này. Một con quần saten đẹp vô cùng luôn. Có 400.000 mã C10. Bụng 90 dài 105 và ống 23 400. Em thanh lên mã C11. Mã C11. Một con quần màu vàng cát nhạt anh các chú ạ. Mã C11. Bụng 88 dài 110 và ống 22. Con này cái phần ống của nó khá là dài các anh các chú, mình về mặc nó bị dài á thì mình có thể lên like. Mang ra ngoài tiệm mất khoảng tầm 30.000 ạ, để mình lên like nhá, để cho mặc vừa cho đẹp anh các chú ạ. Chất vải kaki dày dặn vô cùng đẹp luôn. Cạp của nó sẽ là cạp liền này, có hai túi chéo hai bên và cái phần cúc của nó đây, khuy cúc của nó may cực kỳ là đẹp. Nó sẽ là dùng cái bố vải bố dù ấy ạ, nó xuyên qua cái khuy đây ạ, xịn cực kỳ các anh các chú ơi. Con này giá 400.000 cho em, mã C11, bụng 88 dài 110 và ống 22 nhá. Hai túi chéo ở phía trước, hai túi chéo có nắp này, cái này nó là nắp kiểu nắp giả, nắp trang trí thôi, nhưng túi của nó đây ạ. Hai túi ở phía sau cũng có nắp và hai túi hộp hai bên trông cực kỳ hầm hố luôn. Màu này đẹp dễ mặc lắm các anh các chú ấy, kiểu trẻ trung ấy. Mã C11, bụng 88 dài 110 và ống 22, 400.000 cho em mã C11 ạ. Em thanh lên mã C12. Mã C12, một con quần màu ô liu anh nhá chú ơi, hiệu phiêu cỏ. Con này thì form size của nó nhá, thì nó bụng to và nó form của nó cũng độ dài vừa phải này. Mã C12, bụng 96 dài 98 và ống 22. Bụng 96 dài 98 ống 20, em xin lỗi. Với cái chất vải kaki hơi co giãn nhẹ các anh các chú nhá. Phần khóa, phần khuy của nó thì đều bằng kim loại hết các anh các chú ạ. Nó sẽ may cái túi của nó ấy, nó giống như kiểu quần jean. Đó, màu của nó sẽ là màu rêu ạ, phần túi của nó như quần jean các anh các chú nhá. Hai túi ở hai bên thì nó không phải là may túi hộp mà nó sẽ may túi ốp như thế này. Đấy, nó mổ này và một bên thì nó sẽ kéo khóa. Chất vải con này thì nó kiểu cũng nồi đồng cối đá, thuộc cái loại nồi đồng cối đá đấy các anh các chú ạ. Nó là kiểu là quần kaki jean ấy. Mã C12 350.000. Bụng 96 dài 98 và ống 20 này. Đẹp cực kỳ, hiệu phiêu cọt ạ. Em thanh lên mã C13. Mã C13, một màu đen này, một con hiệu Coen hàng của Nhật. Mã C13, bụng 80 dài 92 và ống 22. Con này kiểu dáng nó ngắn dành cho các anh các chú mà cao cỡ khoảng tầm 1m6 nhá, là mặc vừa đẹp. Mã C13, với chất vải của nó là vải kaki caro các anh các chú ấy, màu đen. Cái này là đây, nó là cái bị bắt bụi ở những cái quần áo khác sang thôi, còn không phải là nó bị xấu bị cũ gì đâu ạ. Độ mới cực kỳ cao cho con này, em đảm bảo luôn. Cạp thiết kế là cạp liền này, hai túi chéo ở hai bên và có hai túi hộp ở hai bên đùi ạ. Hai túi hộp đây ạ, hai túi hộp rất là to nhá. Phía đằng sau bông túi nó sẽ có nắp như thế này, nó là chất vải đây ạ, kaki caro. Con này thì các anh các chú mình mặc lửng lửng cũng được. Mã C13, bụng 80, dài 92 và ống 22, giá 350.000. Con này cái phần mông ấy rất là rộng rồi các anh các chú ơi. Các anh các chú kể cả mặc mùa hè những con này vô tư luôn. Mã C13,
bụng 80, dài 92 và ống 22 350.000. Em Thanh lên mã C14. Mã C14 ạ. Con này form nó nhỏ anh ơi chú ạ. Bụng từ 76 đến 82, dài 92 và ống 16 này. Một con quần kaki với tông màu của nó sẽ là màu kem. Màu kem nhá. Cạp co giãn nhưng mà nó co giãn nhẹ nhàng thôi, không co giãn quá đâu. Đây ạ, một con hiệu của Gu này, có dây kéo ở trong. Con này thì nó sẽ là khóa đồng nhá. Nó hai túi chéo ở hai bên, phía đằng sau là hai túi mổ và có hai túi hộp hai bên đùi đấy ạ. Form này nó nhỏ tương đương với các anh các chú mặc tầm size 28 đến size 30 là mình mặc vừa đẹp ạ. Mã C14, bụng 76 đến 82, dài 92 và ống 16. Cái phần ống của nó cũng rất là gọn gàng các anh các chú ạ. Phù hợp với những chú mà dáng người nhỏ thôi. Giá cho em con này là 350.000, mã C14. Bụng 76 đến 82, dài 92 nhá và ống 16 350. Đây em có một con quần hiệu quần này, quần vải poplin. Vải poplin với tông màu của nó sẽ là màu ghi sáng. Con này thì đợi em để trong túi ấy, cho nên là nó hơi bị nhàu một xíu. Anh em chú mình thông cảm, còn nó rất là đẹp. Mã C15 này, bụng 82 dài 100 và ống 23. Bụng 82 dài 100 và ống 23. Đây một con quần hiệu hiệu Latit các anh em chú ạ. Đó, đầy đủ cúc đi kèm cho em nhá. Đây ạ. Chất vải của nó là vải poplin. Poplin này thì mặc các anh các chú mặc vào mùa hè hoặc anh các chú ở trong miền Nam mình mặc 4 mùa cho em ạ. Đó, cái phần bo gấu của nó này sẽ có dây kéo đây. Màu này rất là trẻ các anh các chú ạ, độ mới khá là cao. Phía đằng sau mông của nó sẽ là túi có nắp như thế này. Hai túi hộp ở hai túi ở hai bên là hai túi chéo này. Hai túi hộp thì nhỏ vừa thôi. Mã C15, giá 350.000 ạ. Bụng 82 dài 100 và ống 23. Mã C15 350.000. Em Thanh lên mã C16. Mã C16 ạ, một con màu vàng cát. Bụng 86 dài 99 và ống 20. Bụng 86 dài 99 và ống 20 các anh các chú ơi. Con này thì chất vải kaki. Chất vải kaki cực kỳ đẹp cho em. Cạp liền nhá. Phần khóa của nó sẽ là khóa đồng này. Để em xem nó là hiệu gì. Hiệu Uliquilo các anh các chú ạ. Hiệu Uliquilo đấy. Hai túi hộp ở hai bên rất là to. Và cái phần mông phần đùi của nó tha hồ rộng rãi luôn các anh các chú ạ. Chất vải kaki 100% cốt tông. Mặc cực kỳ thích luôn các anh các chú, mặc cả mùa hè mùa đông đều được ạ. Mã C16, bụng 86, dài 99 và ống 20. Bụng 86, dài 99 và ống 20 ạ. Giá 350.000 cho mã C16 các anh các chú nhá. Có 350.000 thôi, bình thường bán con này là 750.000 các anh các chú ạ. Em Thanh lên mã tiếp theo ạ, mã C17, một con quần hàng của Mỹ. Hàng của Mỹ hôm nay bán rẻ 3-400 bao giờ không các anh các chú. Mã C17 này, giá 400. Bụng 86 dài 106 và ống 21. Bụng 86 dài 106 ống 21. Cái này là quần cấp phát của quân đội Mỹ các anh các chú nhá. Tem trên tem dưới đầy đủ cho em. Và con này thì nó là hàng cấp phát nhưng nó là đời mới. Phía cạp của nó sẽ là có dây tăng đưa. Bụng lớn nhất thì 86, còn các anh các chú bụng 84, 83 mình vẫn mặc được ạ. Phần đáy quần của nó sẽ có đệm mông như thế này các anh các chú nhá. Chất vải kaki caro. Kaki caro các anh các chú ạ. Đó, có hai túi chéo phía trước này, phía đằng sau túi của nó sẽ có nắp và hai túi hộp ở hai bên đùi này, cực kỳ hầm hố luôn. Và cái phần ống của nó đây các anh các chú ơi, phần ống thì nó sẽ có dây kéo như thế này các anh các chú nhá. Các anh các chú mình có thể là nếu các anh các chú mình mặc để mà mình đi phượt ít hoặc đi xe này hoặc là đi leo núi hay gì đó thì mình buộc nó vào. Cái này thì các anh các chú mình có thể đi giày đi bốt đều rất là ok. Quần cấp phát quân đội Mỹ, nhưng mà con này là hàng mới nhá, tem xanh. Giá 400.000 cho mã C17. Bụng 86, dài 106 và ống 21, giá 400. Em lên mã C18 này. Mã C18. Bụng 86, dài 99 và ống 22 các anh các chú ơi. Bụng 86, dài 99 và ống 22. Con này thì với cái tông màu của nó sẽ là một tông màu nâu cát anh các chú ạ. Hai túi chéo hai bên và con này nó sẽ có xếp ly ở phần cạp này. Mặc cực kỳ thoải mái, phía đằng sau mông nhá. Một bên túi thì là xẻ, một bên túi thì là có nắp như thế này. Hai túi hộp hai bên ạ, kiểu nó rất là đơn giản. Kaki, chất kaki này thì nó là cốt tông cho nên mặc nó sẽ rất là dễ chịu. Mùa hè mà không hề nóng bí và đặc biệt là vào mùa đông ấy, vào những hôm mà trời thời tiết nó bắt đầu se lạnh rồi các anh các chú ạ, mặc rất là sướng luôn. Đó. Từ cái đường kim mũi chỉ của nó đây, đẹp lắm các anh các chú ơi. May rất là đẹp và chắc chắn cho em. Mã C18 này, 350.000. Bụng 86 dài 99 và ống 10 ống 22 C18. Bụng 86 dài 99 ống 22 350.000. Em Thanh lên mã C19. Mã C19 ạ.
bụng 90, dài 106 và ống 23. Siêu đẹp luôn anh nha chú ạ, một con quần của Gap. Một con quần của Gap ạ, giá 400.000 anh nha chú nhá. Hai túi chéo ở hai bên này, cạp của nó được thiết kế cạp liền. Cái phần khóa của nó đây, sử dụng hệ khóa Idea luôn. Xịn sò quá con luôn. Đó, phần sau túi của nó nhá, sẽ có nắp có cúc bấm này. Và hai túi hộp hai bên rất là hầm hố. May form cực kỳ đẹp luôn. Riêng cái dòng mà quần túi hộp của Gap, anh nha chú mình yên tâm, nó đẹp lắm. Còn hiện tại bây giờ con này nó đang dài 106. Các anh nha chú về mặc bị dài á thì mình có thể lên like. Đây ạ, không ảnh hưởng gì đến form dáng đâu nhá. Màu siêu đẹp, màu nâu cát. Giá con này là 400.000. Mã C19 này. Bụng 90, dài 106 và ống 23. Giá là 400.000. Cực kỳ VIP và đẹp luôn. Đó, bình thường những con này bán 8-900 anh nha chú ạ. Em Thanh lên mã C20. Bụng 86, dài 100 và ống 22. Mã C20 ạ, màu của nó sẽ là màu vàng cát anh nha chú ơi. Không, con này thì là màu vàng bò, nhưng mà vàng nhạt, bò nhạt thôi nhá. Đó, một con quần hiệu Famous. Con này là chất vải kaki 100% cốt tông này. Khóa của nó được sử dụng hệ khóa YKK khóa đồng. Hai túi ở phía trước này và phía đằng sau mông của nó cũng là hai túi có nắp. Có hai túi ở hai bên đùi và nó sẽ không may túi hộp mà nó sẽ may kiểu túi ốp và thiết kế kéo khóa như thế này các anh các chú ơi. Mã C20, bụng 86, dài 100 và ống 22. Giá con này là 400.000 ạ. Đây, cạp liền nhá. Nó sẽ may cái những cái đường chỉ nổi rất là đẹp như thế này. Mã C20, giá 400 ạ. Bụng 86, dài 100 và ống 22 các anh các chú ạ. Em Thanh lên mã C21. Mã C21, một con quần hiệu H&M các anh các chú ơi. Một con quần hiệu H&M, con này với cái chất vải của nó sẽ chất vải poplin, tông màu ô liu. Cực kỳ đẹp luôn, giá 400.000 cho mã C21 này. Bụng 92, dài 98 và ống của nó sẽ là ống bo các anh các chú nhá. Đây, ống bo đây ạ, chất vải poplin. Và form này thì nó khá là to phần bụng đấy các anh các chú ạ. Mặc rất là đẹp. Đó, hai túi chéo hai bên này. Túi hộp ở phía đằng sau. À, túi mổ phía đằng sau có nắp. Có nắp có cúc bấm đây các anh các chú ạ. Và có hai túi hộp hai bên đùi. Cực kỳ đẹp, hầm hố các anh các chú ạ. Mã C21 này giá 400. Bụng 92, dài 98 và ống bo nhá. Mã C21, bụng 92, dài 98 và ống 10 ống bo, giá 400.000. Em Thanh lên mã C22 này, một con quần hiệu Dicky. Một con quần hiệu Dicky các anh nhá chú ạ. Quần cũng là quần ống bo, rất là trẻ trung. Bụng 96, ui bụng này siêu to luôn. Bụng 96, 98 có khi cũng mặc được ấy. Để em đo xem là 98 có mặc được không, dành cho các anh chú bụng bự đấy ạ. Bụng 98 mặc vô tư luôn anh nhá chú ạ. Hiệu Dicky. Chất vải là 100% cốt tông màu ô liu này. Nó sẽ có hai túi chéo ở bên ở trên ở trước này. Hai túi mổ phía đằng sau và hai bên đùi của nó là hai túi hộp nhá. Con này cái phần ống của nó đây ạ, ống là ống bo. Giá 350.000 cho con Dicky này, mã C22. Bụng 96 98 á, dài 95 anh nhá chú ơi. Anh nhá chú mà bụng to đây, bụng to bụng bự. Bon chen con này cho em này. Rất là trẻ trung con này các anh nhá chú mình, kết hợp với quần thể thao mặc mùa đông thì cực kỳ chất luôn. Mã C22, bụng 96 98 á, dài 95 nhá. 350.000. Em Thanh lên mã C23. Úi con này siêu to khổng lồ. Cho các anh em chú bụng bự này các anh em chú ơi. Rất là trẻ trung. Mã C23, bụng 96 đến 110. Bụng 96 đến 110 ạ, dài 102 và ống 25. Với màu của nó sẽ là màu đen và tất cả cái đường chỉ của nó sẽ may, nó sẽ là chỉ nổi màu trắng anh em chú ơi. Khóa nó sẽ là khóa đồng này. Đó, thiết kế chất, cái chất này nó dày dặn ý. Nó dày nhưng mà nó lại rất là mềm, không hề bị cứng đâu. Anh các chú bụng bự ơi, mình không nên mặc những chiếc quần cứng quá. Anh các chú ơi, mình mặc nó mềm mại cho nó thoải mái. Con này là nó là 100% cốt tông anh các chú ạ, 100% cốt tông. Đó, phía cạp của nó nhá, phần cạp đằng trước thì là bình thường, cạp sau nó co giãn, siêu co giãn bụng bự anh các chú bon chen. Ở phía đằng trước hai túi này, phía đằng sau thì cũng may hai túi vuông kiểu quần jean nhá, và hai túi hộp ở hai bên đùi đấy ạ. Cực kỳ là ăn chơi luôn con này. Những anh những chú mà to, người to ấy, xong rồi mặc những con này, mình kết hợp với những cái chiếc áo nó rất là trẻ trung thì nó hợp vô cùng anh các chú ạ. Mã C23, bụng 96 đến 110, dài 102 và ống 25 này. Giá 400.000 cho em. Anh các chú bụng bự nhá. Đó. Mã C23 400. Em Thanh lên mã C24. Mã C24, một con quần back number anh các chú ơi. Một con quần back number giá 400.000 này.
Bình thường ấy, quần sóc Bách Năm Bờ mà 400 nghìn còn khó mua, khó kiếm được cái hiệu Bách Năm Bờ này các anh chú ạ. Hôm nay bán 400 nghìn đây. Mã C24, bụng 84, dài 102 và ống là 17 nhá. Con này với cái chất vải của nó là kaki co giãn màu ô liu này các anh chú ạ. Cạp liền, khóa đồng. Nó sẽ thiết kế là có hai túi chéo ở hai bên. Đây ạ. Và phía đằng sau mông của nó đây, túi có nắp nhá. Và hai túi hộp ở hai bên đùi và cái form này nó rất là gọn gàng. Form cực kỳ gọn anh nhá chú ạ, và nó sẽ có may, nó may phồng ở cái phần gối này nữa. Đó, anh nhá chú mặc nó không bị mất form dáng khi mình vận động hoặc mình đi xe. Mã C24 này, giá 400. Chất vải kaki dày dặn co giãn mặc vô cùng thoải mái. Mã C24 giá 400 ạ, bụng 84. Bụng 84 dài 102 và ống 17 ạ. Con này là made in Cambodia, hàng thương hiệu của anh nhá chú ạ. Hàng thương hiệu của anh made in Cambodia và hàng xuất Nhật này, còn quốc phụ đi kèm luôn. C24 giá 400, bụng 84, dài 102, ống 17. Em Thanh lên mã C25 ạ. Mã C25, một con quần màu ô liu tươi. Màu rất là đẹp và độ mới cao anh nhá chú nhá. Đây, nó là cái gì đây? Japan Brand Big Smith này. Một em hàng thương hiệu có, nó ra đời từ những năm 1962. Mã C25, độ mới cực kỳ cao, giá 400.000. Bụng 86, dài 106 và ống 18. Con này thì cái form của nó cực kỳ gọn gàng anh nhá chú ạ. Nó sẽ là có hai túi ở phía trước, phía đằng sau của nó là hai túi hộp và hai bên đùi cũng là hai túi hộp nhá. Độ mới cực kỳ cao với cái chất vải của nó đây. Nó kiểu là nó sần sần ý. Nó vải nó như thế đẹp lắm. Con này thì rất là mới, con này cảm giác em còn cảm giác là người ta khi người ta còn chưa mặc tới ấy chứ. Thực sự nó rất là mới luôn anh nhá chú, có khi là nó chưa mặc nhưng mà nó bị mất tác thôi. Chất siêu mềm. Của Nhật. Mã C25 giá 400 này, bụng 86, dài 106 và ống 18 cho em, màu ô liu tươi. Mã C26 em lên một con quần của Mỹ. Một con quần của Mỹ anh nhá chú ơi. Chất vải kaki caro. Mã C26, bụng 90, dài 106 và ống 21 này. Cái này thì em báo luôn là cái phần ống của nó bị xước. Các anh chú về ấy, nếu mà các anh chú mà mặc cỡ khoảng tầm 102 là ok, tầm 100 102 trở lại nhá thì là ok, bởi vì mình về mình cắt cái line này đi xong mình làm lại ấy. Đấy, chỉ mất mấy chục nghìn thôi các anh chú ạ, được một con quần Mỹ giá 400.000. Giá 400.000 cho một con quần Mỹ nhá. Con này thì nó cũng là quần Mỹ nhưng mà kiểu nó là đời mới cho nên là nó sẽ là tem xanh. Nó sẽ là tem xanh, tem trên tem dưới đầy đủ, chất vải kaki caro này. Đó, hai túi chéo ở phía trước cạp liền các anh chú nhá. Con này thì nó sẽ không có khóa đâu, toàn bộ nó sử dụng cài cúc hết luôn. Cài cúc hết luôn các anh chú ạ, giống như kiểu những con quần cấp phát quân đội Mỹ thời xưa ấy, cũng rất nhiều con nó như thế. Và phía đằng sau mông đây ạ, nó kiểu là cấp phát không quân Mỹ này. Đó. Đây ạ, hai túi của nó hai bên có nắp và con này nó sẽ được có đệm mông các anh chú ạ. Những anh những chú mà yêu thích cái thời trang lính Mỹ thì con này các anh chú nhá, giá 400.000. Đây, bình thường nhà em trước bán 1 triệu đấy các anh chú này. Trước bán 1 triệu đây, giờ bán 400. Mã C26, bụng 90 ạ. Cái này thì em hiện tại giờ nó dài 106 nhá. Anh chú mình về mình cắt cái line đi ạ. Bụng 90, dài 106 và ống 21, giá 400.000, quần Mỹ. C26 em lên mã C27. Mã C27 ạ. Con này thì nó là quần kaki trơn. Mã C27. Bụng 88, dài 97 và ống 23. Bụng 88, dài 97 và ống 23 này các anh chú ơi. Đó, con này thì là 300.000 nhá, mã C27. Cái này á, cái chất vải của nó là kaki. Cái này là chất vải kaki cốt tông, mặc cực kỳ thích luôn. Ở bị đùi của nó đây sẽ có hai túi có kéo khóa, thiết kế cực kỳ đơn giản thôi. Đó. Những anh những chú nào mà thích kiểu mặc kiểu đơn giản không quá hầm hố thì là lấy những con như thế này ạ. Con này là một con hiệu Granted các anh chú, hàng của Nhật nhá. C27. Bụng 88, dài 97 và ống 23 này, 300.000. Em Thanh lên mã C28. Mã C28. Bụng 78, dài 98 và ống 23. Con này thì cũng rất là mới. Con này em nhớ là hình như là nó là hàng kiểu hôm trước em thấy nó còn cái tag ấy. Còn cái tag xong rồi là chắc là nó bị trong quá trình mà nhà em giặt rồi là cất đi ấy, thì nó bị rơi mất cái tag rồi. Đây ạ. Cạp của nó nhá, toàn bộ cái phần những cái đĩa quần này, nó sẽ là cài cúc như thế này các anh các chú ạ. Con này thì đây, hàng của Nhật nhá, made in China nhưng mà hàng xuất Nhật đây. Chất vải kaki rất là nhẹ nhàng, nó kiểu kaki mỏng thôi, nó mỏng, nó à không. Con này nó vải vải cúc lin dày.
Nó là kiểu vải puplin giày ấy, cực kỳ xịn sò, giá 400 nghìn anh các chú nhá. Hai túi chéo này, ở phía đằng sau nó cũng là túi hộp, có nắp hai bên của nó cũng là túi hộp đây các anh các chú ơi. Với tông màu ô liu. Form size của nó thì nhỏ thôi, bụng 78, dài 98 và ống 23. Giá 400 nghìn cho mã C28 này. Con này thì là chưa qua sử dụng luôn, vải của nó vải puplin dày nhá, mã C28 bụng 78 á, giá 400. Em lên mã C29, mã C29 một con quần màu ô liu. Con này thì nó sẽ không có túi hộp đâu nhưng mà nó rất là chất. Mã C29 này, bụng 84, dài 90 và ống 17. Ô con này nó hơi co giãn. Cái phần cạp của nó ấy, nó hơi co giãn anh nhá chú ạ. Đây em đo lại đây ạ, bụng 80 nhá. Bụng 80 tới 86 anh nhá chú ạ. Bụng 80 tới 86, dài 90 và ống 17 này. Chất vải của nó là chất vải kaki, rất là dày dặn, co giãn nhẹ, độ mới cực kỳ cao, tông màu ô liu nhá. Hai túi chéo ở hai bên, phía đằng sau mông của nó túi sẽ có nắp và nó sẽ không có túi hộp ở hai bên đùi đâu. Đó, cái phần mông, phần đùi của nó khá là rộng cho các anh các chú mặc này. Bụng 80 tới 86, dài 90 và ống 17. Mã C29 á, giá là 350 nghìn cho mã C29 này. Siêu đẹp các anh các chú ơi. Em lên mã C30. Mã C30 ạ, bụng 88 tới 94, dài 108 và ống 19 này. Cái tông màu của nó sẽ là tông màu vàng cát. Tông màu vàng cát kaki là 100% cốt tông các anh chú nhá, rất là mềm mại. Cái phần cạp của nó ấy, nó sẽ là có cái chun ở cái phần hai bên sườn các anh chú ạ. Cho nên nó sẽ có độ co giãn rất là thoải mái. Con này của nó thì là 2 4 6 8 túi chứ không phải là 6 túi nữa. Ô còn tác này của nó em không biết là tác gì đây. Đây ạ. Nó còn cái tác này. Còn tuy nhiên thì ở con này thì là nó còn tác luôn đấy các anh chú ạ. Chất vải cực kỳ mềm, kaki mềm lắm. Tất cả toàn bộ cái phần túi của nó đây, nó đều thiết kế là túi hộp hết nhá. Mã C30 này, 400 nghìn, bụng 88 tới 94, dài 108 và ống 19 anh nhá chú ạ. Đây, phía đằng sau nhá. Cực kỳ là chất luôn, quần 8 túi, mã C30 ạ, giá 400, bụng 88 tới 94, dài 108 và ống 19, giá 400. Em Thanh lên mã C31, một con quần với màu ô liu, một con quần của gu anh nhá chú ạ. Mã C31, bụng 88, bụng 88 á, dài 96 và ống 20 các anh chú nhá. Cái phần cạp của nó ấy, nó sẽ là cạp chun ạ, từ 86 đến 90 các anh chú ạ. Từ 86 đến 90. Bụng 86 đến 90, dài 96 này và ống 20, với tông màu của nó sẽ là màu ô liu này. Khóa thì được thiết kế là khóa đồng và cạp liền nhá. Cạp liền hai túi chéo hai bên, con này thì có dây rút các anh chú ạ. Ở phía đằng sau mông của nó sẽ là hai túi mổ và có hai túi hộp hai bên đùi, một con quần hiệu của gu. Mã C31, bụng 86 tới 90, dài 96 và ống 20, giá 400 nghìn. Giá 400 nghìn nhá, chất vải kaki siêu đẹp luôn anh chú ạ. Có độ co giãn nhẹ nhàng, mã C31, bụng 86 tới 90, dài 96, ống 20 này, 400 nghìn. Một em quần của gu. Quần đẹp quá, hôm nay bán thế này cũng hơi bị tiếc đấy các anh chú ạ. Chẳng qua lâu lâu rồi các anh chú có một video mà em lên cũng tri ân ấy, không anh chú hỏi nhiều quá cho nên hôm nay lên tri ân luôn. Em Thanh lên mã C32, bụng 82 dài 100 ạ. Bụng 82 dài 100 và ống của nó sẽ là ống 23. Chất vải kaki các anh chú nhá. Đó. Với cái tông màu của nó sẽ là màu ô liu hơi hanh, hai túi chéo ở hai bên có cái nắp giả các anh chú ạ. Đó. Con này thì nó sẽ là túi phía đằng sau, túi có nắp và có hai túi hộp ở hai bên nhá. Cái vải của nó rất là lạ, trông xịn cực kỳ luôn. Nó ở bên mặt trong này này, kiểu nó giống như kiểu vải sớ ngang ấy. Còn phía mặt ngoài này thì kiểu giống quần kaki, nhưng cái chất này nó thích cực kỳ. Kiểu cảm em cảm giác như cái quần này nó rất là hiếm có cái vải như thế này. Mã C32 này, bụng 82 dài 100 và ống 23. Giá 400 nghìn anh chú nhá. Độ mới cực kỳ cao cho em. Đây ạ. Độ mới rất là cao, mã C32 giá 400, bụng 82 dài 100. Đó, và ống của nó là ống 23. 400 ạ. Em Thanh lên mã tiếp theo là mã C33 này, một con quần hiệu Eddie Bauer các anh các chú ạ. Một con quần hiệu Eddie Bauer, con này thì nó sẽ là quần kiểu quần dạng quần lỡ chứ không phải là quần dài nhá. Mã C33, bụng 96 dài 97 các anh các chú ạ. À, dài 79, em nhầm, bụng 96 và dài 79 đây. Một con hàng hiệu Eddie Bauer, thương hiệu của Anh. Với chất vải của nó là chất vải kaki caro màu vàng cát anh nha chú ạ.
Con này thì nó sẽ các anh chú mình mặc lỡ đến tầm bắp chân. Giá con này là 350 nghìn ạ, mã C33, bụng 96 dài 79 anh các chú nhá. Hai túi ở hai bên. Hai túi ở hai bên này và phía đằng sau mông của nó đây. Nó sẽ là hai túi vuông như thế này. Đó, toàn bộ cái đường chỉ của nó may rất là đẹp và cẩn thận, một em hàng hiệu của anh. Mã C33, giá là 350 nghìn, bụng 96 dài 79 ạ, quần lỡ. Em lên mã C34. Mã C34 ạ. Bụng 78 đến 86 ạ. Dài 104 và ống 23 nhá. Con này là tông màu ô liu anh các chú ạ. Nó sẽ là cạp chun toàn bộ, chất vải kaki. Chất vải kaki rất là mềm, mặc dễ chịu cực kỳ luôn anh các chú ạ. Đó, con này thì nó sẽ là có cạp chun và có cái dây rút. Đây, dây rút của nó thì thiết kế kiểu như thế này anh các chú nhá. Hai túi chéo ở hai bên này, phía đằng sau của nó cũng là hai túi vuông và hai túi hộp hai bên đùi ạ. Chất vải kaki cực kỳ mềm, giá là 350 nghìn cho mã C34. Bụng 78 tới 84, dài 104 và ống 23, màu ô liu tươi siêu đẹp. Mã C34 ạ, 350 nghìn. Bụng 78 tới 86 ạ, em xin lỗi 78 tới 86 nhá, dài 104 và ống 23. 350 nghìn. Em lên mã C35 này, nó lẫn một con quần sọt vào trong này. Mã C35, bụng 80 dài 54 và ống 21. Bụng 80 dài 54 và ống 21, giá là 350 nghìn anh các chú ơi. Tông màu của nó sẽ là màu nâu rêu nhạt. Chất vải siêu đẹp luôn, một con quần hiệu của Azun. Đó, chất vải kaki cạp liền. Hai túi chéo ở hai bên và phía đằng sau mông của nó đây ạ. Sẽ là túi có nắp và nó sẽ may cái phần có phần đệm mông anh các chú nhá. Hai túi hộp hai bên đùi, form size thì tương đương với size 30. Mã C35 giá 350 nghìn ạ. Bụng 80 dài 54 và ống 21 này. Tiếp theo lại có một con quần sọt tiếp ạ. Một con quần hiệu Town and Country. Con này thì màu của nó sẽ là màu ghi. Mã C36, bụng 84 dài 60 và ống 27. Bụng 84 dài 60 và ống 27 các anh các chú ơi. Con này cái chất vải kaki siêu đẹp luôn, chất cực kỳ dày dặn. Nó sẽ là có hai túi chéo ở hai bên này, có một cái túi zip nhỏ nữa. Phía đằng sau mông của nó thì là sẽ túi có nắp nhá. Và hai túi hộp ở hai bên đùi, kiểu con này trông nó cực kỳ hầm hố màu lông chuột. Và nó cái phần những cái viền túi này nó sẽ quắt. Đó, trông cực kỳ bụi bặm chứ không phải nó rách đâu. Hôm trước em bán quần sọt ấy, xong có một con mà nó cũng quắt kiểu như này, xong khách hàng bảo em là bán quần rách cho họ. Nghe rất là buồn. Cái này nó là quắt nhá, trong khi đấy em đã nói rõ rồi. Làm gì có cái quần rách nào mà nó như thế này đúng không ạ? Cái này là thiết kế nó theo kiểu quắc như thế. Mã C36 á, giá 350 nghìn này. Bụng 84 dài 60 và ống 27 ạ. Mã C37 các anh các chú ơi, một con quần màu xanh than. Một con quần màu xanh than các anh các chú ạ. Chất vải kaki co giãn nhẹ. Mã C37, bụng 86 dài 98 và ống bo ạ. Bụng 86 dài 98 và ống bo các anh các chú nhá. Đây ạ. Có hai túi ở hai bên. Phía đằng sau mông của nó sẽ là may túi vuông như thế này đây ạ. Đây ạ. Và hai túi hộp ở hai bên đùi nhá. Cái phần ống của nó phía dưới này sẽ là thiết kế là ống bo. Các anh chú mình mặc theo phong cách kiểu trẻ trung ấy thì mặc những cái quần ống bo như thế này rất là đẹp, đi với kết hợp với giày thể thao. Mã C37, bụng 86 dài 98 và ống bo các anh chú ạ. 350 nghìn. 350 nghìn nhá cho mã C37. Em Thanh lên mã C38 ạ. Mã C38 này. Bụng từ 74 đến 80, dài 98 và ống bo ạ. Con này cái tông màu của nó sẽ là màu ô liu các anh các chú nhá. Nó sẽ là màu ô liu. Con này nó còn chưa chích khuy luôn các anh các chú ạ. Nó còn chưa chích khuy. Đó, cái form này nó nhỏ. Đây ạ. Có hai túi ở hai túi chéo ở hai bên này. Và có túi đây, một túi nhỏ phía đằng trước, hai túi hộp hai bên đùi nhá. Và ống của nó sẽ là ống bo các anh các chú ạ. Chất vải đẹp lắm, còn siêu mềm luôn các anh các chú ạ. Tuyên form nó nhỏ các anh các chú mà tầm mặc size bụng size từ 74 thôi, 74 đến 80, dài 98 và ống bo. Con này có giá là 350 nghìn, còn chưa chích khuy đây các anh các chú đây. Đây ạ. Chất siêu mềm, kaki cực kỳ mềm luôn, 100% cốt tông. C38 350 nghìn. Bụng từ 74 tới 80, dài 98 và ống bo. 350 nghìn cho mã C38. Em Thanh lên mã C39 ạ. Mã C39, ủa con này đẹp quá. Con này đẹp quá mang ra bán tiếc. Mã C39, bụng 90 dài 107 và ống 22, giá 400 nghìn anh chú nhá. Chất vải kaki cực kỳ dày dặn, một con quần hiệu của Uniqlo. Nó với tông màu là màu ô liu anh chú ạ. Hai túi chéo ở hai bên đây, có hai túi hộp,
hai túi hộp hai bên đùi và phía đằng sau của nó là túi mổ nhá. Riêng những cái quần chất của Uniqlo ấy không có điểm trên nào đâu anh nhá chú ạ. Nó là thương hiệu, nó cũng là kiểu bình dân thôi, nó không phải là thương hiệu quá đắt đỏ, nhưng mà mặc cực kỳ sướng, bao sướng luôn. Mã C39 á, bụng 90, dài 107 và ống 22 này, giá 400. Không phải là tự nhiên mà cái thương hiệu Uniqlo mà nó nổi như thế đâu anh nhá chú, nó tiêu thụ hàng rất là kinh khủng. Những con này các anh nhá chú mua mới thì giá nó tầm hơn 1 triệu nhá. Mã C39 anh nhá chú nhá, bụng 90 này, dài 107 và ống 22, siêu đẹp luôn. Giá là 400.000, anh các chú mà vừa size này tranh thủ mua con này đi. Bình thường không bán giá đấy đâu ạ. Em Thanh lên mã C40. Mã C40, bụng 94 tới 100 ạ, dài 100 và ống 16. À con này là ống bo. Bụng 94 tới 100 ạ. Bụng 94 tới 100, dài 100, ống luôn là ống bo nhá. Con này nó còn nguyên tác này các anh các chú này, chất vải kaki co giãn nhẹ thôi. Đây ạ, cạp chun toàn bộ, mặc cực kỳ thoải mái các anh các chú ơi. Con này là đây. Gì đây? 97% là cốt tông made in Bangladesh cho em. Đó. Form size khá là to cho anh chú bụng bự mình mặc. Có hai túi hộp ở hai bên đùi, phía đằng sau mông của nó sẽ có một túi nhá, hai túi chéo hai bên. Mã C40, bụng 94 tới 100 ạ, dài 100 và ống bo. Giá 400.000 anh nhá chú ơi. Cái phần mông, phần đùi thì to này, và cái phần ống của nó rất là gọn gàng cho những chú mà thích mặc theo kiểu gọn gàng mà bụng lại to ấy. Mã C40 giá 400 ạ, bụng 94 tới 100, dài 100 và ống 10, ống là ống bo nhá, này co giãn mặc cực kỳ thoải mái luôn. Em Thanh lên mã C41 ạ, mã C41. Bụng 82 tới 96, dài 104 và ống 20 các anh các chú ơi. Với chất vải của nó là vải kaki caro, kaki caro màu đen anh các chú nhá. Cạp chun toàn bộ này, co giãn vô cùng thoải mái, hai túi chéo này, có túi zip. Con này mới quá. Có hai túi ở phía đằng sau có nắp anh các chú ạ, và hai túi hộp hai bên đùi. Cái phần mông của nó, à, cái này nó may thôi chứ nó, à, cái này có đệm mông luôn anh các chú ạ. Đây, nó có đệm mông luôn nhá. Và cái phần ống của nó thì nó sẽ là bình thường nó sẽ là ống 20. Còn các anh các chú mình thích mặc thành quần bo thì mình rút nó vào, kiểu nó rất là đẹp và độ mới cao cho em. Với tông màu của nó sẽ là màu đen, chất vải kaki caro ạ, giá 400.000. Mã C41, bụng 82 tới 96 này các anh các chú, dài 104 và ống 20. Con này nó là 8 túi nhá, nó là 8 túi đây ạ. Đây, hai túi ở hai bên đùi này, xong hai túi ở dưới bắp chân này nữa các anh các chú ơi. Giá có 400.000 thôi cho mã C41, bụng 82 tới 96, dài 104 và ống 20. Giá 400, mã C41 ạ. Em Thanh lên mã C42, mã C42, quần bom các anh các chú nhá. Bụng từ 74 tới 80 ạ. Dài 97 và quần ống bo các anh các chú nhá. Với tông màu của nó sẽ là màu ô liu, rất là trẻ trung. Con này thì em Thanh bán giá 350.000. Cạp chun toàn bộ đây ạ. Chất vải của nó sẽ là chất vải co giãn nhẹ nhàng các anh các chú ạ. Phía đằng sau mông của nó sẽ có một túi này, và hai túi hộp hai bên đùi và cái phần ống bo đây ạ. Ống bo của nó đây ạ. Mã cái này các anh các chú mình form người nhỏ thôi mình mặc ạ. Mã C42 giá 350.000, bụng 74 tới 80, dài 97 và ống bo anh nha chú ạ, chất vải kaki co giãn. Đây là mã C42. Em Thanh lên mã C43, một con quần vải poplin, một con quần vải poplin, con này là hàng của Uniqlo. Mã C43 này. Ở cái này là cạp chun mà. Cái này là cạp chun. Bụng từ 88 đến 98 các anh nha chú ạ. Bụng rất là to rộng rãi. Bụng 88 tới 98, dài 98 và ống của nó là sẽ là ống bo các anh các chú nhá. Vải poplin màu xanh ô liu của Uniqlo, cạp liền này, có hai túi chéo. Cái phần khóa của nó sẽ là khóa kim loại nhá. Hai túi hộp ở hai bên đùi, con này form to cực kỳ luôn. Các anh các chú bụng bự ạ, mặc vô cùng thoải mái. Mã C43, bụng từ 88 tới 98 á, dài 98 và ống bo. Mông to, đùi to các anh các chú ơi, giá là 400.000. Cho mã C43, bụng 88 tới 98, dài 98 và ống 20, ống bo ạ. Em xin lỗi. 400.000. Em lên mã C44 này. Con này lại là một con quần 8 túi tiếp theo anh nhá chú ơi. Một con quần 8 túi, con này là cũng là hàng của Nhật ạ. Mã C44, bụng 88, dài 110 và ống 21. Nó là 8 túi các anh các chú nhá. Tông màu của nó sẽ là tông màu huy, độ mới cực kỳ cao. Hai túi chéo ở hai bên, phía đằng sau mông của nó đây. Nó cũng là túi hộp có nắp ạ, và hai cái túi hộp, ở một túi hộp trên đùi, một túi hộp ở dưới bắp chân các anh các chú ạ. Form của nó cực kỳ đẹp và trông nó hầm hố ăn chơi lắm. Con này thì độ mới rất là cao các anh các chú nhá. Mình quan sát cái phần gấu quần cho em này. Trong trường hợp các anh các chú mặc nó bị dài
thì mình lên like đấy ạ, không mất form dáng đâu ạ. Mã C44, bụng 88, dài 110 và ống 21 này, giá 400, chất vải kaki cực kỳ đẹp luôn. Bình thường bán con này 800 nghìn anh ạ chú ơi, hôm nay bán 400. Mã C44, bụng 88, dài 110 và ống 21, quần 8 túi, giá 400 cho mã C44. Em Thanh lên mã C45. Mã C45, bụng 80 tới 86, dài 90 anh ạ chú ạ, và ống của nó sẽ là ống bo nhá. Với tông màu của nó sẽ là màu nâu rêu anh ạ chú ạ. À, con này thì cái phần bụng của nó đây, phía đằng trước của nó có kéo khóa, có cả cúc cài và nó là cạp chun. Đó, con này thì cái chất vải qua kaki co giãn hơi nhẹ, co giãn nhẹ thôi anh nha chú ạ. Hai túi phía trước và hai túi hộp ở hai bên phần gối, cái này là túi hộp ở phía gối nhá, và ống của nó sẽ là ống bo này, màu rêu anh nha chú ơi, mặc cực kỳ đẹp luôn. À, cái kiểu form này thì nó trẻ trung anh nha chú ạ, phía đằng sau nó không có túi đâu. Mã C45, bụng 80 tới 86, dài 90 và ống bo cho em. Con này giá là 400 nghìn ạ, 400 nghìn cho mã C45. Bụng 80 tới 86, dài 90 và ống bo, 400. Em Thanh lên mã C46 ạ, mã C46. Màu của nó sẽ là màu nâu rêu ạ, rất là đẹp, khỏe khoắn. Mã C46, bụng 84, dài 98 và ống 20, giá 400 nghìn anh nha chú ạ. Con này đây ạ, nó còn cái dây này, có khi nó còn tác nhưng mà nó bị mất cái tác thôi, vì là nhà em giặt trước khi mà lên ấy. Đây ạ, phần ống của nó nhá, nó sẽ là có dây kéo anh nhá chú ạ. Chất vải kaki siêu đẹp luôn, rất là xịn sò. Đó, cạp liền này, hai túi chéo hai bên, và nó sẽ là có hai túi hộp ở ở phía đằng sau mông, hai túi hộp ở đùi nhá, cực kỳ chất. Giá 400 nghìn cho mã C46, bụng 84, dài 98 và ống 20, đẹp quá. Con này bình thường bán 900 nghìn anh ơi chú ơi, 900 nghìn. Con này em nhớ là bị bo một lần, ship đến xong khách không nhận hàng, khách trả hàng về còn không trả ship cơ. Bán 400 ạ, mã C46, bụng 84, dài 98 và ống 20, chất vải kaki siêu đẹp. Cho mã C46 nhá. Em Thanh lên mã C47 này. Mã C47 một con quần cạp chun toàn bộ, quần bo. Mã C47, bụng 74 đến 82, dài 98 và ống của nó sẽ là ống bo các anh các chú ạ. Chất vải kaki vô cùng dày dặn và co giãn này, đây ạ. Co giãn các anh các chú nhá, mặc vô cùng thoải mái luôn ý. Đó, con này là đây ạ, một con quần hàng của Hàn. US Own. Đây ạ, hàng của Hàn các anh các chú nhá. Màu ô liu, chất vải kaki rất là dày dặn, cái kiểu là kaki nhung ấy, cho nên cái bề mặt của nó sẽ là hơi hơi có cái sợi đây, nó có cái lông lông lên ý. Cái này là cái vải của nó là vải như thế chứ không phải nó bị xù đâu anh các chú nhá. Con này em Thanh bán với mức giá là 400 nghìn cho mã C47, bụng từ 74 đến 82, dài 98 và ống bo này, rất là đẹp luôn, dễ mặc. Giá là 400 nghìn cho mã C47 anh các chú ạ. Em Thanh lên mã cuối cùng là mã C48. Mã C48 á, một con quần màu ô liu, một con quần màu cái này là kiểu màu bộ đội. Mã C48, bụng 92, dài 105 và ống 19 này. Bụng 92, dài 105 và ống 19, con này bán giá 400 nghìn anh các chú ơi. Màu bộ đội nhá, cạp liền, chất vải kaki siêu mềm, hai túi chéo anh các chú ạ. Khóa của nó sẽ là khóa nhôm ở phía đằng sau mông của nó đây. Hai túi có cài cúc, tuy nhiên con này nó không có túi hộp đâu, nhưng mà mặc nó lên rất là chất anh các chú ơi. Bởi vì cái tông màu của nó ấy, thì sẽ rất là khỏe khoắn và phù hợp với những chú mà thích cái phong cách thời trang, phong cách lính. Đấy, con này là hàng của Nhật các anh các chú ạ, 400 nghìn ạ. Mã C48, bụng 92, dài 105 và ống 19. Cái này nó là cái phần đáy của nó nhá, sẽ thiết kế kiểu đáy kén. Nó sẽ là thiết kế kiểu đáy kén, anh các chú mặc nó sẽ rất là thoải mái luôn. Giá 400 nghìn này, mã C48, bụng 92, dài 105 và ống 19 ạ, giá 400. Đó, mã cuối cùng em lên rồi. Như vậy là ngày hôm nay em Thanh đã lên tất cả gần 50 sản phẩm quần kaki túi hộp với mức giá là tầm khoảng từ 300 đến 400 nghìn và miễn phí ship giao hàng toàn quốc. Anh em chúng mình đặt hàng thì vui lòng liên hệ với em Thanh qua số điện thoại hoặc Zalo 0832625789 á, để em gửi hàng cho mọi người. Em xin cảm ơn tất cả quý khách hàng đã theo dõi video của em Thanh ngày hôm nay và hẹn gặp lại các quý khách hàng ở những video tiếp theo ạ. Em xin cảm ơn ạ.